Xin chào các bạn, trước mặt mình đây là Oppo A15s ở bên phía tay phải của video và Oppo A15 ở bên phía tay trái của video nha các bạn. Thì Oppo A15s là phiên bản nâng cấp nhẹ của Oppo A15. Sự khác biệt là ở mức giá bán, ở màu sắc cũng như là ở cấu hình về RAM và ROM của hai sản phẩm này. A15s đang được bán với mức giá là 3.990.000 đồng với hai màu sắc cho các bạn lựa chọn là màu xanh nhám và màu đen bóng. Trong khi đó thì Oppo A15 có hai màu sắc cho chúng ta lựa chọn là màu trắng bóng và màu đen bóng. A15s thì cũng sẽ có bộ nhớ ROM và RAM nhiều hơn, lần lượt là 4 và 64GB. Còn các bạn có thể thấy là hai phiên bản màu đen của hai sản phẩm này thì giống nhau y hệt nha các bạn. Tất cả các cái phím bấm, các cái phụ kiện đi kèm của hai sản phẩm này thì đều giống y chang nhau. Cái mức giá chênh lệch 500.000 thì nó đổi lại là chúng ta sẽ có bộ nhớ ROM gấp đôi 64GB. Và bộ nhớ RAM thì được tăng cường lên thêm 1GB nữa là 4GB nha các bạn. Sản phẩm này thì trong hộp máy chúng ta cũng sẽ có sẵn ốp lưng silicone nhựa trong, một cái cổ sạc thông thường 5V 2A và một cái cọng cáp từ USB-A qua chuẩn micro USB. Thì mình cảm thấy khá đáng tiếc là tại vì trong năm 2021 rồi mà Oppo vẫn sử dụng cái chuẩn sạc khá là cũ này nha các bạn. Với mức giá bán như vậy thì các bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn với mức cấu hình cao hơn, ví dụ như là Vsmart Lip 4 hoặc là Xiaomi Redmi 9T. Tuy nhiên thì như mình nói ở rất nhiều các cái video của mình thì cái thói quen của người dùng nó sẽ khó đánh đổi hơn là việc mà chúng ta lựa chọn một cái thương hiệu nào đó tốt hơn. Màu xanh nhám ở trên sản phẩm này rất là đẹp, nó sẽ đỡ bám mồ hôi và dấu vân tay hơn so với màu đen bóng hay là màu trắng bóng. Về điểm số AnTuTu VMAT các bạn có thể thấy trên màn hình là 105.517 điểm. Với con chip là Helio P35, đi kèm với đó là con GPU là Power VRGE 8320. Thì ở đây là một cấu hình phần cứng nó khá là yếu. Tuy nhiên thì với phần cứng như vậy các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để cho các cái tác vụ như mạng xã hội, Facebook, Zalo, lướt web, hoặc chúng ta có thể chơi một số các cái tựa game nhẹ. Cái máy này thì mình đã từng test và nó sẽ mở được FPS cao ở trên tựa game là Liên Quân Mobile. Tuy nhiên thì nó bị drop khá là nhiều và dao động khoảng từ 47 cho tới 50 FPS nha các bạn. Về cấu hình chi tiết cũng như là mức giá bán của sản phẩm thì mình sẽ để link ở phía dưới của phần mô tả, hoặc các bạn có thể theo dõi ở trên phía trên của màn hình. Đó chính là những cái thông số kỹ thuật mà AnTuTu VMAT cho mình về camera, về dung lượng pin, về độ phân giải của màn hình và bla bla rất nhiều thứ khác nữa. Nói chung là phần cứng như vậy thì mình đánh giá là nó cũng tạm chấp nhận được nha các bạn. Nhưng mà nếu mình là người mua hàng thì mình sẽ lựa chọn một cái sản phẩm khác có cấu hình tốt hơn, tại vì mình thích chơi game. Và cái máy này thì nếu mà chơi game mình nghĩ nó sẽ không có được ok cho lắm nhé các bạn. Các bạn có thể thấy trên màn hình đấy chính là cái mức setting mà tựa game PUBG cho mình điều chỉnh. Thì mình sẽ để ở mức đồ họa thấp nhất để mà mình có cái trải nghiệm chơi game nó đỡ bị giật lag hơn nha các bạn. Tất nhiên là mình xin nhắc lại với những người dùng cơ bản thì Oppo A15s vẫn sẽ là một lựa chọn khá là tốt ở trong mức giá khoảng dưới 4 triệu đồng. Bởi vì nếu mà một người nào đó họ có thói quen sử dụng các cái sản phẩm của Oppo rồi thì chắc chắn rằng cái sản phẩm này nó cũng vẫn sẽ mang lại cho họ những cái trải nghiệm tương đối là tốt. Và cũng không hẳn người dùng nào người ta cũng mua một cái máy về để chơi game. Mình chỉ test game cho anh em ở mức độ là tham khảo và chúng ta sẽ xem ở mức độ là giải trí vui vẻ mà thôi nha. Cảm giác đầu tiên khi mà mình vào tựa game PUBG này đó chính là máy nó lắc nhẹ nha các bạn. Con Helio P35 này thì khi mình chơi game trong một thời gian dài nó không bị nóng. Tuy nhiên thì do cái GPU của nó khá là yếu nên là khi mà mình vào một cái tựa game nặng như là PUBG thì nó hơi bị lắc một tí. Cái máy này thì nếu mà mình nghĩ các bạn chơi Link Mobile hoặc là chơi Free Fire thì nó sẽ ok hơn nha các bạn. Do đồ họa của máy khá yếu, các bạn có thể thấy là khi mà mình lao dù từ trên xuống thì bắt đầu cái bối cảnh ở phía dưới nó dần dần mới lộ rõ ra. Chứ đầu tiên mình nhìn xuống nó mờ nha các bạn. Không thấy rõ đâu là rừng cây, đâu là nhà hết nha các bạn. Đó, các bối cảnh ở phía dưới lần lượt nó xuất hiện lên này. Tựa game này thì thực sự mình chơi không có giỏi lắm nha các bạn. Mình chủ yếu test game và mình chơi rất là nhiều. Đấy chính là tựa game Linko Mobile. Tuy nhiên thì do Linko Mobile nó tải về hơi lâu nên là mình đã quyết định là mình tải PUBG về để mình test cho các bạn xem thử. Có một điểm cộng cho các sản phẩm của Oppo đấy chính là việc mà các cái sản phẩm của hãng thì đều được gia công hoàn thiện rất là tốt. Nói chung là trong khoảng vài năm trở lại đây thì Oppo chăm sóc rất là kỹ lưỡng cho từng cái sản phẩm của hãng. Các cái đường cắt
các cái thiết kế thì luôn được đổi mới và nó hướng tới nhiều đối tượng khách hàng hơn, thay vì là hướng tới đối tượng khách hàng trẻ như ngày xưa. Thì bây giờ các sản phẩm của Oppo nó rất là đa dạng, trải dài từ những phân khúc giá rẻ khoảng trên 3 triệu đồng cho tới 4, 5, 6, 7, 8, 9 triệu. Rồi những dòng cận cao cấp và những dòng cao cấp như dòng Oppo Find. Thực tế chúng ta cũng phải thừa nhận rằng trong suốt nhiều năm qua thì Oppo và Samsung luôn luôn là hai ông lớn chiếm lĩnh và đứng đầu thị trường về việc bán smartphone tại Việt Nam nha các bạn. Mình đã bắn hạ được một bé đầu tiên, các bạn thấy là mình chơi khá luống cuống nha. Mình chơi cái game này nó không có được giỏi lắm, anh em thông cảm nha. Với các bạn thì nhiều người đánh giá rằng viên pin 4230mAh ở năm 2021 này là khá nhỏ. Tuy nhiên thì với một cái máy có màn hình chỉ là HD Plus cũng như là có một cái phần cứng nó trung bình thấp như vậy thì mình nghĩ rằng viên pin này nó trụ lại cũng khá là ok nha các bạn. Mình thì đã rất thích các cái sản phẩm của Oppo từ dòng F-Series. Tuy nhiên khi mà hãng ra mắt cái dòng Reno để thay dòng F-Series từ dòng Reno 3 trở về sau thì cá nhân mình thôi nha, mình không thích cái cách thiết kế bằng nhựa của hãng. Nếu ngày xưa F1S là một cái dòng điện thoại rất là thành công của Oppo với thiết kế bằng kim loại cầm rất là cứng cáp, hay là Oppo F3 Plus chẳng hạn, thì cái dòng Reno từ Reno 3 trở về sau này đều được làm bằng nhựa hết. Mình cảm giác nó rất là yếu ớt tại vì gánh một cái màn hình rất là to, trong khi đi không vỏ là bằng nhựa. Máy thì mình đánh giá là nó khá là dễ cong và mình cũng từng gặp rất là nhiều trường hợp bị cong máy rồi. Các dòng Oppo Reno 3, 4 hay 5 nha các bạn. Âm thanh ở trên cái sản phẩm Oppo A15s này thì khá là lớn, độ sáng màn hình cao. Nhưng mà như mình nói thì cái màu sắc của nó không có được tươi tắn cho lắm, tại vì máy thì chỉ sử dụng cái tấm nền là IPS LCD mà thôi. Tất nhiên là đối với một dòng giá rẻ thì việc trang bị cái màn hình AMOLED là điều mà mình nghĩ rằng là nó khá là khó khăn. Cũng như là cái việc mà khi chúng ta sửa chữa hay thay thế những cái màn hình AMOLED thì nó sẽ có cái giá thành để thay thế và sửa chữa nó nhiều hơn so với các cái tấm nền IPS LCD. Do đó thì trên các dòng điện thoại giá rẻ Oppo thường sử dụng cái tấm nền này. Rồi trên đây là bài đánh giá và trên tay nhanh cái sản phẩm là Oppo A15s. Thì các bạn có thể thấy là cái máy này có một cái màu xanh rất là đẹp, chính xác gọi là màu matte blue nha, tức là màu xanh nhám. Và nó có cái thiết kế cũng như là hoàn thiện thì rất là tốt. Như mình nói thì một cái điểm mình không thích lắm đó chính là cái phần tiếp giáp giữa khung vỏ và màn hình của Oppo thì nó hơi gợn tay một chút. Và các sản phẩm thì mình thấy hầu như sản phẩm nào của Oppo nó cũng bị tình trạng này. Vậy thì anh em đánh giá sao về sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.